Vào sáng nay, giải xe đạp quốc tế tranh cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã bước vào chặng 6. Chặng đua này đã diễn ra rất hấp dẫn và đầy bất ngờ. Sau đây, chúng ta sẽ đến với những diễn biến chính. Chặng 6 giải xe đạp quốc tế tranh cúp Tôn Hoa Sen xuất phát từ Quảng Bình đi thành phố Huế có chiều dài 158 km. Khi đoàn đua đi được trên 20 km, 43 tay đua đã thoát đi để hình thành tốp đầu. Với quyết tâm tạo cách biệt với các tay đua mạnh về đường đèo, nên đội Bylife và quân khu 7 đã thay phiên nhau kéo tốp đầu với tốc độ trên 40 km/h nhằm tạo cách biệt khá xa so với các tay đua đang kẹt lại trong tốp sau. Tại đích đến, tay đua Đỗ Tuấn Anh của Domestco Đồng Tháp đã rút thắng trước Huỳnh Thanh Tùng trong gang tấc, về nhất sau 3 giờ 42 phút 33 giây. Xếp hạng 3 là tay đua Mai Nguyễn Hưng. Trong khi đó, tốp sau, tốp của áo vàng Lê Văn Duẩn và áo xanh Lê Nguyệt Minh của Anh Văn Hội Việt Mỹ về đích sau hơn 8 phút so với tốp đầu nên Lê Văn Duẩn mất áo vàng, tụt xuống vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng tổng cá nhân. Và người tạm chiếm áo vàng là Champat Kristada của đội Singapore. Tuy vậy, Lê Văn Duẩn vẫn độc chiếm áo xanh với 99 điểm. Ngày 9 tháng 9, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 7 từ thành phố Huế đi thành phố Tam Kỳ dài 160 km.